Được tới trường tưởng chừng như là điều hiển nhiên đối với các em nhỏ. Vậy nhưng, đôi khi đây lại trở thành niềm mơ ước, khát khao của nhiều em nhỏ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Trong chương trình của Quỹ hỗ trợ cộng đồng Iofa Charity của công ty Iofa, ngày 5 tháng 10 năm 2020, ở Huỳnh Thị Cẩm Hồng, giám đốc kinh doanh huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, để đến thăm và động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có ý chí vươn lên trong học tập tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Thái Bình ở Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. 10 xuất quà được trao cho các em học sinh nghèo có tinh thần hiếu học. Thông qua chương trình này, Iofa mong muốn chia sẻ những khó khăn của các em thiếu nhi nghèo vượt khó, mong rằng có thể khích lệ tinh thần học tập của các em vượt qua khó khăn, vươn lên trở thành người có ích cho xã hội. Với mong muốn góp phần xây dựng đất nước văn minh giàu đẹp, công ty Iofa cùng với quỹ hỗ trợ cộng đồng Iofa Charity luôn sẵn sàng hỗ trợ tất cả mọi hoàn cảnh khó khăn có ý chí vươn lên trong cuộc sống. Thay mặt công ty Iofa, tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã luôn đồng hành cùng với Iofa hỗ trợ những cái hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, thực hiện cái nghĩa cử nhân văn này. Những món quà nhỏ bé tuy không đáp ứng được đủ về vật chất nhưng mong rằng có thể cổ vũ tinh thần cho các em, giúp các em vượt qua khó khăn trước mắt, tạo động lực cho các em nỗ lực học hỏi với ước mơ về tương lai tươi sáng hơn.